Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Ngươi khẳng định đã nhìn thấy Trương Cát và Lữ phu nhân ở cùng nhau ư? Hoàn toàn chính xác. Có nghe họ nói gì không? Trương Cát chiến đấu nhiều năm, thân thủ rất giỏi, tôi không dám đến gần. Nếu bọn họ muốn bắn đứng chúng ta thì nên làm từ trước rồi. Trong hồ lô này chứa thuốc gì vậy? Hay là ngài sợ võ công cao cường, nếu động thủ sẽ hao binh tổn tướng nên mới... Ngươi nghĩ bọn họ sẽ bày mưu gì? Có rồi, chúng ta lập tức đi giám sát họ. Được. Phu nhân à, phu nhân, chuẩn bị đến đâu rồi? Thức ăn đã xong cả rồi, còn để ở trong nồi. Rượu cũng đã được mang đến. Phu nhân xem, rất tốt, các ngươi làm rất tốt. Một người đi lĩnh 100 quan tiền, ta thưởng cho các ngươi. Sao vậy? Tiền thưởng cũng không muốn ư? Phu nhân nói đi ngay bây giờ ư? Nhưng chuyện ở đây để ta trông cho. Các ngươi cứ đi rồi quay lại. Đa tạ phu nhân. Cảm ơn phu nhân. Không ngờ Lữ phu nhân lại tư thông với địch. Ta sẽ giết ngươi. Nếu đây là cách mà Dương gia đối xử với ân nhân của mình thì cứ ra tay đi. Ý là gì vậy? Thời gian không còn nhiều nữa, mau giúp ta bỏ chỗ thuốc này vào trong rượu. Lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi xảy ra chuyện gì. Dương gia quân, mấy ngày qua không tiếp đón các người chu đáo, thật là hổ thẹn. Binh khí tôi đã sai người mang đến miếu nữ qua ở dưới chân núi rồi. Đến nơi đó sẽ có người đón tiếp các người. Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Thật ra người đáng phải hổ thẹn phải là chúng tôi mới đúng. Lữ trang chủ hào hiệp trượng nghĩa đã giữ chúng tôi ở lại đây, còn chuẩn bị binh khí cho chúng tôi. Tại hạ cảm kích vô cùng. Sáng nay dân mổ đã đắc tội, mong Lữ trang chủ rộng lượng bỏ qua. Đừng nên so đo với người thô lỗ như tôi. Không đâu. Trang chủ à, tôi xin cạn trước. Dân tướng quân nặng lời rồi. Nặng lời. Lạc Nhi và thiếu tướng quân đi đâu rồi? Ngày mai bọn họ đi rồi. Hôm nay để cho bọn chúng chút thời gian đi, để bọn chúng nói chuyện với nhau. Nàng đẹp quá, cứ như là trong mơ vậy. Người ta nói trang tử mộng điệp, không biết là hồ điệp mơ được gặp trang tử hay là trang tử mơ được gặp hồ điệp đây. Là ai mơ gặp ai thì ta không biết, nhưng ở đây có rất nhiều đèn lồng bướm bướm. Lạc Nhi, chúng ta mua một cái đi. Lạc Nhi, Lạc Nhi, Lạc Nhi. Lạc Nhi,
Cô nương, tôi đến đây tìm bạn. Giọng nói của bạn Quynh, Quynh cũng không nhận ra ư? Lạc Nhi, sao lại là muội? Quynh có còn nhớ đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? Ta nhớ chứ. Thế Quynh có nhớ Quynh đã nói gì với muội không? Ta... muội không cần biết, Quynh hãy nhảy với muội. Quynh có thể đưa muội bay một lần nữa không? Được chứ. Thật không ngờ người khiêu vũ hôm đó lại là muội. Muội cũng không ngờ Quynh lại nằm trong bàn tay của muội rồi. Biết trước hôm đó không nên đắc tội với muội. Quynh biết nói chuyện từ khi nào vậy? Học muội đấy. Quynh nói vậy hình như cho rằng muội nói nhiều thì phải. Được thôi, từ nay trở đi muội sẽ không nói chuyện. Đừng mà. Lạc Nhi, chúng ta chỉ còn hôm nay. Nếu như muội không nói chuyện thì không biết đến bao giờ ta mới có thể nói chuyện với muội. Vừa nói Quynh biết nói chuyện, sao lại ngốc nghếch như vậy rồi? Cái gì mà chỉ còn hôm nay? Chúng ta còn nhiều ngày lắm. Nhưng đại ca, muội đã vì Quynh làm một việc. Là gì vậy? Là Long Vũ. Cái này chứng tỏ sau này muội sẽ là người của dân cuồng. Có đau không? Không, không đau chút nào. So với nỗi tương tư phải chịu đựng sau này thì cái này có đáng gì đâu. Ta cũng có thứ này tặng cho muội. Là gì vậy? Có phải cái này không? Sao lại ở chỗ muội? Quynh đã cho chịu qua, Quynh quên rồi sao? Ta đâu có cho cô ấy, cô ấy tự lấy đấy. Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Được thôi, dần về chủ cũ. Lạc Nhi, ta tặng nó cho muội. Sau này muội nhìn thấy nó cũng như thế ta vậy. Thật ư? Lạc Nhi, muội xem có sao băng kìa. Đẹp quá. Nếu như có thể sống trên những ngôi sao kia thì tốt biết bao. Nếu vậy sau này mỗi lần muội ngắm sao thì sẽ như nhìn thấy Quynh. Như vậy lúc nào muội cũng có thể nhìn thấy Quynh. Muội muốn ở trên đó thật sao? Sao lại hỏi muội như vậy? Cứ như là Quynh làm được. Chỉ có mấy người ăn uống thế này không đông vui chút nào. Các người cũng ngồi đi. Tối hôm nay không cần phân trên dưới, mọi người cũng vui vẻ đi. Vâng ạ. Nào, chúng ta cạn ly. Chúc Dân Giao Quân thuận buồm xuôi gió, bá chiến bá thắng. Cạn ly.
thuận bườm xuôi gió, bách chiến bách thắng. Xong chưa? Sắp xong rồi. Xong rồi. Đẹp quá. Nào, chúng ta cùng lên trên ngôi sao nào. Lạc Nhi, bây giờ chúng ta đã ở trên vì sao rồi? Hàng Nga trên cung trăng chính là hàng xóm của chúng ta. Sau này nếu muội nhớ đến ta, hãy đến nơi này, nhìn lên vì sao trên kia, ta nhất định sẽ biết được là muội đang nhớ ta. Muội hãy nhớ lời ta nói. Nhưng đại ca, huynh cũng không được quên muội. Sao có thể chứ? Không được quên muội đâu. Ta thật sự sẽ không quên Lạc Nhi đâu. Phải làm sao muội mới tin ta? Muội muốn quên từ bây giờ trở đi. Quên phải nhìn muội cho đến khi quên không thể quên muội mới thôi. Vậy thì từ bây giờ ta sẽ nhìn muội. Muội sao vậy chứ? Muội đã nói là sẽ mỉm cười nhìn quên ra đi. Nhưng mà có hạt cát bây vào mắt muội. Vậy sao? Để ta thổi nó giúp muội. Lạc Nhi, đây là trái tim ta. Muội hãy giữ lấy. Cẩn thận đừng làm dở. Đợi ta quay về, hãy trả nó lại cho ta. Muội về nghỉ đi. Ta đi thu dọn chút đồ. Vậy muội sẽ không tiễn Quynh nữa. Muội sẽ giả vờ như Quynh còn ở trong phòng đọc sách. Muội lúc nào cũng có thể gặp Quynh. Nếu như rất lâu ta không quay về, muội hãy đi tìm ta. Muội nhất định sẽ đi tìm Quynh. Muội đi đi. Lạc Nhi. Dân đại ca.
lão gia. Thiếp phải đi rồi. Sau này chàng nhất định phải sống cho tốt. Nếu gặp được cô nương tốt thì hãy lấy cô ấy. Các cô nương tốt rất nhiều, không phải chỉ có một mình Thẩm Tuyết Nhu thiếp đâu. Lão gia, làm sao đây? Lạc Nhi và Dân Nhi vẫn chưa về. Yên tâm đi, Dân Nhi biết thời gian mà, sẽ về ngay thôi. Mẹ à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Nhi, con phải nhớ, sau khi mẹ đi rồi phải chăm sóc tốt cho cha con, đừng có ham chơi, có biết không? Lạc Nhi, Lạc Nhi, Lạc Nhi, Dân Nhi, đừng kích động. Đây đều do Lữ phu nhân sắp xếp vì cứu chúng ta. Ta không phải muốn cứu các người, ta vì cứu Lữ gia thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó cậu sẽ biết. Chúng ta đi thôi. Trương Cát, hãy cứu ta. Dân Thâm, Dân Cuồng, các ngươi cũng được xem là anh hùng mà lại đi quy hiếp Lữ phu nhân, không cảm thấy bị ổi sao? Trương Cát, bây giờ người đang ở trong tay ta, muốn cô ta sống hay chết còn xem hành động của ngươi. Ngươi nói vậy là ý gì? Đưa cho bọn ta ba con ngựa, sau đó lùi 30 bước, ta sẽ thả cô ta. Ngươi cho rằng như vậy thì quy hiếp được ta sao? Khoan đã, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Người đâu? Mang ba con ngựa đến đây. Dân ạ, rút lui. Tuyết Như, nàng không sao chứ? Mau đuổi theo. Rõ. Không được đuổi theo, nếu không thiếp sẽ giết chàng. Dân Cuồng, hãy đối tốt với Lạc Nhi. Tuyết Nhi, sao lại làm như vậy? Tại sao? Nếu thiếp rời khỏi Lữ gia thì thiếp có lỗi với chồng và con gái. Nếu thiếp rời xa chàng, thiếp lại có lỗi với trái tim của mình. Thiếp chỉ có thể làm vậy. Trương Cát, chàng trả lời thiếp, chàng còn yêu thiếp không? Nàng biết câu trả lời mà. Tuyết Như, Tuyết Như à, vậy chàng hãy tha cho người nhà Lữ gia. Đến bây giờ nàng vẫn còn nghĩ cho bọn họ. Chàng không nên oán hận. Tình yêu mà thiếp dành cho chàng trước giờ chưa từng thay đổi. Thiếp chỉ yêu có một mình chàng thôi. Nàng à, nàng đừng nói nữa. Để ta cầm máu giúp nàng. Chàng đừng động vào ta. Bây giờ ta đã là Lữ phu nhân rồi.
Ta có nghĩa vụ bảo vệ danh tiết vì chồng ta. Cũng giống như ta, vì chàng mà bảo vệ tình yêu này vậy. Tuyết Như à, Tuyết Như, ta sống là người nhà họ Lữ, chết cũng là ma nhà họ Lữ. Như vậy ta cũng coi như không có lỗi với hai người. Chuyện này là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Người không biết sao? Ta thực sự không biết. Vì sao lại thế này? Đừng có giả vờ nữa. Ta cảnh cáo các ngươi, chứa chấp tội phạm triều đình, dân tham dân cuồng. Rõ chưa? Tướng quân, sao làm như vậy được? Đêm qua cả nhà chúng tôi bị hãm hại, tỉnh dậy thì thành ra thế này. Ta còn tưởng Lữ Thừa Phong ngươi là người có trách nhiệm, không ngờ lại thế này. Xem ra phu nhân ông đã nhìn nhầm, vì ông mà phí một mạng. Tuyết Như, Tuyết Như, mẹ con đâu rồi? Phu nhân tôi đâu? Cô ấy chết rồi. Không thể nào, sao cô ấy lại chết? Người đâu, đưa thi thể vào đây. Tuyết Như, Tuyết Như, sao lại thế này? Tuyết Như, vì sao vậy? Vì sao như thế này? Mẹ à, mẹ, mẹ, Tuyết Như sao lại như vậy được? Che giấu tội phạm, tội đáng chết, chôn sống cả nhà. Khoan đã, có gì muốn nói? Tuyết Như, tôi nói Lữ gia chúng tôi tư thông phản nghịch, ngươi có chứng cứ gì không? Bây giờ bao nhiêu người đều thấy rằng gia đình tôi bị hại, tin này nếu truyền ra ngoài, ngươi không sợ sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Trần Quốc hay sao? Ngươi tưởng dựa vào mấy câu nói này mà ta tha cho ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, thứ nhất, các ngươi che giấu tội phạm triều đình vô cùng chính xác, không cần chứng cứ cũng có thể xử quyết các ngươi. Thứ hai, thủ hạ của ta ra ngoài làm việc không hề có mắt và có tai, vậy nên tuyệt đối không để thoát một tên nào được. Được, coi như nhà ta tư thông phản nghịch, Trường Châu tướng quân ngươi đông ngựa nhiều như vậy mà lại không bắt được ba người dân thăm bọn họ, nếu truyền đến tai đại dương, ngươi đáng tội gì? Lữ gia trang chúng tôi không lớn không nhỏ, ngươi muốn hại chúng ta có giấu được tai mắt thiên hạ không? Được, có gan lắm, ít ra cũng mạnh mẽ hơn cha ngươi. Nhưng ngươi dám nói như vậy với ta, không sợ ta giết ngươi sao?
Dễ dàng hãy tha cho người nhà của thiếp. Đến bây giờ mà nàng còn nghĩ cho bọn họ nữa sao? Chàng đừng trách ta. Tình yêu ta dành cho chàng trước nay chưa từng dành cho ai cả. Người ta yêu chỉ có duy nhất một người là chàng thôi. Tuyết Như à, tất cả những người ở đây đều bị phản tặc ép buộc, không liên quan gì đến họ. Chúng ta đi. Phu nhân à, phu nhân. Lão gia. Tuyết Như ơi. Lão gia à. Phu nhân. Phu nhân à. Trương tướng quân. Trương tướng quân. Trương tướng quân, tôi đến để lãnh tiền thưởng. Cút. Cút ngay cho ta. Nếu không ta cho ngươi ngủ mã phanh thay. Nhưng trên cáo thì rõ ràng giết. Được rồi, tôi không cần nữa. Mang rượu ra đây. Tiểu thư, ăn một bát miếng đi. Công tử, em sắp đói lả ra đây. Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn lót dạ đi. Ở đây này. Ở đây à. Liệu có sạch không? Làm sao mà không sạch? Mọi người đều ngồi ăn kia kìa. Đi. Mời khách quan. Ăn đi. Ăn đi. Đi. Đi thôi. Công tử, lại sao nữa? Em còn chưa ăn no mà. Công tử. Công tử. Thì ra công tử không để em ăn. Quá ra là muốn cho cô gái kia ăn. Đi, ta thương hại cô ấy, được không? Thương hại thì không sao. Em thấy công tử mê gái đẹp thì đúng hơn.
Thằng nhóc này, ngươi có tin ta cho ngươi một trận không? Công tử à, ngươi đứng lại. Công tử, em sao rồi? Đứng lại công tử. Hai vị công tử, tiểu nữ đã mấy ngày chưa được tắm, có thể đến chỗ công tử tắm nhờ, có được không? Phi lễ giật thị, phi lễ giật thính, phi lễ giật ngôn. Công tử, em không tin công tử không muốn nhìn trộm đâu. Chúng ta là môn sinh, Hồng Phấn gia nhân chỉ làm chúng ta mê hoặc thôi. Vậy nếu cô nương ấy muốn công tử nhìn thì sao? Hai vị công tử đang ngồi làm gì vậy? Quay ra đây được rồi. Không thể nào chứ. Xem bói được không chính xác. Cô nương, tôi thấy cô đang hiểu lầm chúng tôi. Chúng tôi không như loại người mà cô tưởng tượng. Vậy hai người là loại người nào? Chúng tôi là chính nhân, quân tử. Tôi có nói không phải đâu. Quá ra cô mặc y phục rồi sao? Lời thừa, lẽ nào tiểu nữ không mặc gì mà lại ra đây nói chuyện? Đúng vậy. Tiểu nữ thấy hai người là người tốt. Người tốt thì giúp đến cùng đi. Tối nay cho tiểu nữ ngủ ở đây một đêm, được chứ? Ngủ sao? Vì thế không hay lắm. Ngoài kia trời lạnh như vậy, hai người nhẫn tâm để cô nương yếu đuối như ta lang thang đầu đường xó chợ sao? Không không, ta không có ý đó. Tiểu nữ biết hai người là người tốt mà. Cảm ơn nha. Hai vị công tử đứng dậy đi. Đi thôi. Cô nương à, đi đi, đi đi. Cô nương, sao lại đuổi chúng tôi ra ngoài? Lẽ nào hai người muốn ngủ cùng tôi sao? Không, chúng tôi không có ý đó đâu. Ý tôi là, thế thì đúng rồi, ngày mai gặp lại. Mở cửa. Làm trò gì vậy? Chúng ta có ý tốt giữ cô ta ở lại, cô ta lại được đặt chân lên đằng đầu. Công tử, bây giờ chúng ta làm thế nào? Làm thế nào được nữa? Ra ngoài thuê phòng. Nhưng mà công tử, chúng ta hết tiền rồi. Thế thì ngủ ở chuồng ngựa. Chuồng ngựa? Công tử làm sao ngủ ở chuồng ngựa được? Thôi, để em nghĩ cách. Ta sẽ biết được các người đi cùng là không sai. Cái đầu quả dưa của người cũng thông minh cơ đấy. Đúng đấy, đầu của em là quả dưa mà cũng đủ thông minh. Không bột, đố gột lên hồ. Nhưng vốn dĩ cũng mang nhiều tiền, đủ để sống qua mùa đông này. Ai biết mới có vài ngày đã tiêu hết rồi. Đúng là không biết công tử đi tùng thị biên cương hay là đến làm từ thiện cho người nghèo nữa. Được rồi, ngươi đừng kêu ca. Ngươi quên rồi sao? Sư phụ từng nói, giúp người mình cũng được vui. Được rồi, mà đi thuê phòng, lạnh chết đi được. Đi đi, mau lên. Không hay rồi, không hay rồi công tử. Chuyện gì? Cô gái đó lấy hết tiền của chúng ta rồi. Thật thế sao? Người chắc chắn là cô ấy lấy chứ. Công tử nhìn cái này đi. Vì có việc gấp nên mượn của công tử một số bạc, tiểu nữ nhất định sẽ trả lại. Diệu qua. Diệu qua. Quá ra cô ấy tên là Diệu qua. Đúng rồi, ta nói cho ngươi biết, cái này gọi là mượn chứ không phải là ăn trộm. Công tử ơi là công tử, trong mắt công tử chẳng có ai là người xấu. Nếu cô ta mượn thì phải mượn một cách đường hoàng chứ. Làm gì có người nào như vậy. Không biết lai lịch gốc gác thế nào, biển người mênh mông, biết khi nào cô ta trả lại.
Cô ấy chắc chắn sẽ trả. Này, đi cầm mấy ngọc bội này lấy tiền đi. Ta phải ở lại đây mấy ngày. Không thể nào. Sao công tử còn muốn ở lại đây mấy ngày nữa? Không phải công tử yêu cô ta rồi chứ? Cái đó chỉ có trời mới biết. Công tử, công tử. Cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư. Đức Thúc. Tiểu thư. Đức Thúc. Tiểu thư muốn đuổi tôi đi thật sao? Đức Thúc không đi. Từ nhỏ tôi đã ở bên cạnh lão gia rồi. Lữ gia chính là nhà của tôi. Tiểu thư muốn tôi đi, khác nào muốn lấy mạng của tôi. Lữ gia không có tiền để trả cho Đức Thúc nữa. Không cần tiền công. Tôi chỉ cần được ở với lão gia và tiểu thư là được rồi. Tiểu thư, tôi cầu xin tiểu thư. Tôi cầu xin mà. Đức Thúc đứng lên đi. Đức Thúc. Cảm ơn Đức Thúc. Tuyết Như. Tuyết Như đợi ta với. Nàng nghe ta nói đã. Tuyết Như. Cha, lão gia. Nàng đừng trách ta, lão gia. Cha, đại phu nói cha không được ra ngoài. Sao cha không chịu nghe lời? Lạc Nhi, cha làm chết cây hoa mẹ con thích rồi. Mẹ con trách cha, nhưng không phải tại cha. Cha không cố ý đâu. Đức Thúc, đưa cha ta về phòng đi. Lão gia, đưa qua cho tôi đi. Lão gia, mình về phòng đi. Tôi không cố ý đâu. Không phải. Con ranh này đâu ra? Dám hát trên địa bàn của ta, định cướp miếng ăn với ta à? Chỉ ban ngày ban mặt đường là của chung. Ngươi dựa vào cái gì mà nói đây là địa bàn của ngươi? Còn dám xảo biện. Ta đây ngày nào cũng ở chỗ này kiếm ăn. Mọi người đều nhìn thấy. Mọi người nói xem có phải không? Đúng rồi, ở đâu cũng có người. Vậy tôi biết đi đâu đây? Lẽ nào kiếm miếng cơm ăn cũng khó như vậy sao? Cô nương, thật ra cô xinh đẹp như thế này, chẳng cần phải đến chỗ này đàn tranh tranh miếng ăn với tôi. Chỉ cần cô đồng ý, một món tiền lớn đang đợi cô. Quan trọng là cô muốn hay không. Ở đây này. Diệu Qua, mùi định làm gì? Mùi không được vào đó. Diệu Qua, Diệu Qua, mùi đứng lại cho ta. Sao tỷ lại đuổi theo ta? Tỷ rõ ràng biết ta không phải là người tốt. Cho dù mùi xấu xa đến mức nào, mùi vẫn là mùi mùi của ta. Nói cho ta biết, trong cuộc đã có chuyện gì? Tối hôm đó, tỷ và Dân đại ca cãi nhau. Hồi nãy đến tìm mùi uống rượu. Uống mãi đến lúc say. Đến khi mùi tỉnh lại, thì phát hiện bọn mùi nằm cùng nhau. Tuy rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ mùi từng nói là danh tiết của người con gái quan trọng nhất. Mùi sợ sau này không gả được cho ai. Mùi cũng không có cách nào nữa. Vậy nên mới lấy ngọc bội của Dân đại ca.
nói muội đã ở với Quynh ấy. Được rồi, đừng nói nữa. Ta biết lỗi không phải do muội. Lạc Di, muội xin lỗi. Muội không nên nói dối tỷ. Nếu mẹ nuôi biết được, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Vì mẹ nuôi từng nói, trong nhà này muội là người duy nhất giống mẹ nuôi. Mẹ ta, mẹ ta mất rồi. Cái gì? Muội không tin. Muội không tin. Muội phải đi tìm mẹ nuôi. Dịu qua, về nhà đi. Nhà chúng ta không thể thiếu đi ai cả. Cùng tiễn khách quan. Mời. Công tử của tôi ơi, đã 7 ngày rồi. Công tử đừng hy vọng nữ tặc đó trả tiền nữa. Ta luôn cảm thấy cô ấy không phải là người xấu. Lòng già đàn bà ai mà biết được. Đi thôi. Đi thôi nào. Mời. Mời. Tiểu ca, tôi xin hỏi, vị công tử ở phòng chữ thiên còn ở đây không? Công tử đó vừa mới đi rồi. Đi rồi sao? Công tử ấy đi về hướng kia kìa. Cảm ơn ạ. Không có gì. Công tử. Công tử. Công tử. Công tử. Đây là bạc muội mượn của hai người, giờ muội trả lại cho hai người. Cô nương, cô tìm được việc để làm rồi sao? Vẫn chưa. Còn không phải vẫn đang làm nha hoàn trong nhà người ta sao? Nhưng huynh yên tâm, ta sẽ không làm nha hoàn suốt đời đâu. Huynh tìm được việc gì để làm chưa? Nếu như huynh mà không tìm được việc gì thì hãy đến tìm muội. Cái khác thì muội không dám bảo đảm, nhưng ngày ba bữa cơm chắc là không vấn đề. Được, được. Công tử, chúng ta còn phải nhanh chóng quay về nữa. Sao công tử lại hứa với cô ta? Cũng không biết cô ta có âm mưu gì không. Người nói đi, đi tận đâu rồi? Nhìn xem thì người ta cũng trả lại rồi. Nhưng mà... Được rồi, không nhân dị gì nữa. Ngươi về một mình trước. Qua hai ngày sau chúng ta sẽ hợp lại với nhau. Công tử phải cẩn thận. Biết rồi, ngươi cứ yên tâm. Hai huynh về nói chuyện gì? Có phải hai huynh là người có tiền không? Là bộ không biết tự lượng sức mình rồi. Sao có thể? Vị huynh đệ này của ta sắp về quê ngay thôi. Sao ta ở đây không tìm được việc làm? Nhưng hiện giờ có muội giúp ta, cậu ấy cũng yên tâm. Có phải không? Phải phải. Huynh yên tâm. Hai huynh là ân nhân cứu mạng của muội. Quên mất, hỏi huynh tên là gì? Ta là La Phong. La Phong, tên hay thật. Đi, huynh theo muội. Công tử, bảo trọng.
Tuyết Như. Cha, không phải đại phu đã nói bệnh của cha không được ra ngoài gió sao? Sao cha lại chạy ra ngoài này? Lúc mẹ con còn sống, chỉ cần ta kéo cái chuông này, mẹ con sẽ chạy đến giúp ta mang giày ngay. 20 mấy năm đều như vậy. Được rồi, không phải cha đã hứa với con sẽ không nhớ nữa sao? Lúc đó ta luôn cảm thấy mẹ con đi quá chậm, giày cũng mang không xong, đến một câu nói tử tế cũng không có. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như có một người giúp con mang giày, đó là một việc hạnh phúc biết chừng nào. Cha, Lạc Nhi, đời này của cha đều nhất nhất tuân theo những quy củ thời xưa. Sắp già rồi mới phát hiện việc này đã lưu lại rất nhiều đáng tiếc. Không phải con muốn đi tìm dân cuồng sao? Đi đi, cha sẽ không cản con đâu. Cha biết con với cậu ấy yêu nhau, người yêu nhau thì nên vui vẻ bên nhau mới phải. Nhớ kỹ ngàn vạn lần, không nên giống như cha con đây. Cha, con không đi. Bây giờ tình hình trong trang thế này, sao con có thể đi được? Con và Vân đại ca còn có nhiều thời gian. Lúc này con và Quỳnh ấy không vội, con muốn ở bên cạnh chăm sóc cha. Lạc Nhi, con trưởng thành rồi. Lạc Nhi của cha đã lớn rồi. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Diệu Qua, hai người đang bàn chuyện gì vậy? Dạ lát nữa con sẽ quay lại. Không sao, có chuyện gì con cứ nói đi. Quỳnh ấy tên là La Phong, là bằng hữu của con. Con muốn cho Quỳnh ấy giúp việc ở trong trang, có được không? Chuyện này muội cũng không nghĩ xem hiện giờ tình trạng trong trang như thế nào. Đại tiểu thư, ta không nhận tiền công, chỉ cần ăn đủ 3 cơm no bụng là được. Vậy thì lưu lại đi, lưu lại đi. Cảm ơn nghĩa phụ. La Phong, quên mau chào hỏi lão gia và đại tiểu thư. Đa tạ lão gia, đa tạ đại tiểu thư. Đi, muội dẫn Quynh đi xem phòng của Quynh. Được. Cha, hiện giờ tình trạng trong trang. Được rồi Lạc Nhi, cho biết tình trạng hiện giờ trong trang. Bây giờ con phải một mình gánh vác cái nhà này, thật vất vả quá. Có Diệu Qua giúp đỡ, cha cũng yên tâm. Mà người đó cũng là bằng hữu của Diệu Qua. Cha không muốn con và Diệu Qua tỉ muội hai đứa lại xảy ra xích mích. Lại nói cha và Đức Thúc cũng già rồi, cũng nên có một nam nhân giúp đỡ việc cho con. Có trách thì trách ta không có tài, để con phải chịu khổ rồi. Cha, không sao đâu, chứ đừng nói như vậy. Con hứa với cha, con nhất định sẽ lo liệu trong nhà mình thật là tốt. Mấy ngày gần đây buôn bán không được tốt, chúng ta nên dọn hàng muộn hơn một chút. Mau lại đây xem, son phấn bột nước đây, lược chải trăm cài, cái gì cũng có. Mau lại đây xem đi, xem đi, đây đều là hàng mới nhập. Cô nương thật là tinh mắt, cái này là đồ ở trong cung của vệ quốc trước đây. Ông chủ, bao nhiêu tiền? Hai vị đều là người lành nghề, nếu như hai vị muốn, ta sẽ tính rẻ đi một chút. 5 văn tiền thế nào? Sao đắt vậy? Quynh không biết thôi, đây là được ngà vôi chính khống đây. 5 văn tiền đã rất rẻ rồi đúng không? Đúng đúng. Diệu Qua,
Muội muội tốt của ta, không phải là tỷ không muốn cho muội mua, chỉ là bây giờ tình trạng trong trang, chắc muội đã biết. Được rồi, muội sẽ không mua đồ lung tung. Được rồi. Mau đến xem đi, xem đi. Dao chặt vừa nhanh vừa sắc đây. Mau đến xem một chút đi. Dao này rất sắc. Đến xem chút đi. Quynh Đài, sao Lạc Nhi đi lấy cơm gì mà lâu vậy? Mụ đó sắp chết rồi. Không thì để Quynh đi xem giúp mụi. Không được, Quynh đi rồi. Mụ một mình ngồi đây sợ lắm. Quynh cười mụi. Không có, chỉ là Quynh cảm thấy mụi coi Quynh như là người bảo hộ mụi thôi. Quynh ngốc quá, nam nhân trời sinh chứ là phải nên bảo hộ nữ nhân. Lạc Nhi đến rồi kìa. Lạc Nhi, ăn cơm thôi. Để ta, để mụi xem cái gì ăn nào. Lại là món này. Đã vậy còn ít nữa. Nếu không thì phần của Quynh cho mụi. Không cần đâu, ăn cơm thôi. Bây giờ là lúc nào rồi? Cái này để ăn là đã tốt lắm. Mụi không biết, bên ngoài có người đến cơm cũng không có mà ăn. Phải ăn rễ cây với vỏ cây. Dịu quá. Bọn họ là ai vậy? Thật xinh đẹp. Cô không biết sao? Tân Đại Dương mới đăng cơ tuyển mỹ nữ ở khắp nơi. Ông nói xem, tôi nếu có đứa con gái thì có phải tốt biết mấy không? Lỡ như được Đại Dương chọn trúng, không những làm rạng rỡ tổ tông, mà còn ăn không lo mặc không hết, tha hồ hưởng phúc cả đời, có đúng không? Đừng mơ nữa, chúng ta không có cái phúc đó đâu. Dịu quá, mụi đi đâu vậy? Mụi lên xem đằng trước một chút, lát nữa sẽ về. Này, không phải mụi kêu đói mãi sao? Mới ăn được một chút đã đi rồi sao? Mụi ăn no rồi, Quynh không phải lo cho mụi. Này, nhìn trúng dịu qua nhà tôi rồi sao? Ta không biết phải làm sao mới khiến mụi ấy vui. Nữ nhi mà dành chút tâm tư là được rồi. Đầu tiên là phải biết cô ấy thích gì. Không thích gì tự nhiên rồi cũng sẽ thành công thôi. Cô nương thật là tinh mắt. Cái này đồ ở trong cung giải quyết trước đây. Đây là lượt ngài do chính cống đấy. Năm văn tiền đã rất rẻ rồi có đúng không? Đúng đúng đúng. Đúng vậy. Sao ta lại không nghĩ ra? Cảm ơn đại tiểu thư. Đợi một chút. Đứng lại. Điều dân to gan. Phủ Thái Quý là nơi ngươi có thể tùy tiện ra vào sao? Vì quan gia này tôi muốn hỏi một chút. Tôi phải làm thế nào mới có thể trở thành mỹ nhân được Đại Dương tuyển? Chuyện này làm sao ta biết? Có điều bắt buộc phải xuất thân là con nhà danh môn, do tộc trưởng tiến cử. Đã làm phiền rồi, tôi đi đây. Hey, 姑娘
Cô nương, đợi một chút. Nếu như cô có 50 lượng thì cũng có thể. 50 lượng? Sao nhiều như vậy? 50 lượng đổi lấy một đời vinh hoa phú quý, đáng hay không đáng? Ta nghĩ trong lòng cô rõ hơn cả. Cô có thời gian 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày sau bọn họ lên đường, lúc đó đến thần tiên cũng không giúp được cô đâu. Về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Mới có 20 lượng, còn thiếu nhiều quá. Vào đi. Lạc Nhi, thì biết cả ngày nay muội chưa ăn gì, nên cố ý làm chút điểm tâm nho nhỏ cho muội ăn. Lạc Nhi, thì biết có phải gần đây thức ăn chán lắm không? Chỉ là tỷ không có cách nào khác. Muội yên tâm, đợi hôm nào buôn bán tốt một chút tỷ sẽ dẫn muội đi ăn món ngon. Lạc Nhi, xin lỗi tỷ, đều do muội không tốt, tại muội cố chấp quá. Được rồi, còn không mau ăn thì đồ ăn nguội mất. Muội với La Phong là thế nào? Thế nào là thế nào? Không phải muội nói với tỷ muội không biết cậu ấy thích muội sao? Vậy thì đã sao? Lẽ nào muội không thích cậu ấy sao? Ai nói muội thích huynh ấy? Thật đáng tiếc. Tỷ cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Lạc với tỷ, nói gì vậy? Lẽ nào Lữ Lạc tỷ trời sinh ra được gả cho một đại tướng quân, còn muội thì phải gả cho một hạ nhân sao? Muội nói cho tỷ biết, tỷ đừng có coi thường muội, rồi sẽ có một ngày, đến lúc đó tỷ sẽ biết. Tỷ không có ý đó đâu. Được rồi, ý của tỷ như thế này cũng được, mà không phải ý này cũng không sao. Chuyện của muội và La Phong muội sẽ tự mình giải quyết, tỷ không cần phải để ý. Muội mệt rồi, muội muốn ngủ. Vậy về tỷ về phòng đi. Muội nhớ phải ăn đi. Chúng ta thử xem. Tại sao không để cho tỷ coi thường ta?
Quỳnh sao vậy? Không sao, cái này tặng cho muội. Quỳnh lấy đâu ra tiền? Tối qua ta vào rừng bắt gà lôi, thu hoạch cũng rất khá. Vừa dặn ta đã mua được chiếc lực hạt do này để tặng cho muội. Sớm biết Quỳnh sẽ mua cái này cho muội, muội đã không để Quỳnh mua rồi, trực tiếp đem tiền cho muội là tốt rồi. Hiện tại muội thiếu tiền dùng sao? Trưởng quỹ thu mua đồ săn nói gần đây thiếu lương thực, các hộ đi săn đều giữ luôn đồ săn được để nhà mình dùng, cho nên chỉ để giá này được thôi. La Phong Quỳnh thật tốt, cảm ơn Quỳnh. Muội còn chưa nói muội cần nhiều tiền để làm gì. Quỳnh biết không, người của phủ thái quý nói với muội chỉ cần muội có 50 lượng bạc là có thể tiến cung, có thể được đại dương tuyển chọn. Muội tin đại dương nhất định sẽ thích muội, đến lúc đó muội có thể trở thành phượng hoàng bay lên trời cao rồi. Vinh hoa phú quý quan trọng với muội thế sao? Đương nhiên rồi, có ai không muốn được ăn ngon mặc đẹp đâu. Mỗi ngày đều phải chịu cảnh ăn màn thầu, muội chán lắm rồi. Vậy còn Quynh thì sao? Quynh là bạn hữu tốt của muội, muội sẽ không quên ơn Quynh đâu. Bạn hữu tốt mà. Bạn hữu tốt. La Phong, Quynh sao vậy? Chẳng lẽ giống như lời Lạc Nhi nói, Quynh thích muội sao? Muội nghĩ sao? La Phong, Quynh đừng nên như vậy. Muội không phải là người con gái tốt, không phù hợp với Quynh đâu. Quynh yên tâm, nếu như sau này muội có thể đạt được ý nguyện, muội sẽ báo đáp Quynh. Muội đã nói rõ với Quynh như vậy, sao Quynh còn đi theo muội? Chân của Quynh bị sao vậy? La Phong đại ca, Quynh đừng như vậy. Quynh về đi, Quynh hãy quay về đi. Quynh định cứ thế này sao? Quynh muốn muội đồng tình với Quynh sao? Muội nói cho Quynh biết, muội sẽ không đâu. Muội là người phụ nữ xấu, muội là người phụ nữ lòng dạ xấu xa. Quỳnh đừng có qua đây, nếu không muội sẽ đánh Quỳnh đi. Muội đánh đi. Quỳnh đi đi. Đi đi. Dịu qua. Muội thích ta, không phải điều gì là xấu cả, đó chính là duyên phận. Dịu qua. Muội nói cho Quỳnh biết, muội không phải là một người phụ nữ tốt, muội là một người phụ nữ sắt đá. Quynh vẫn không nghe sao? Được, giờ Quynh hãy cứ ở đó chờ chết đi, sẽ không ai thèm quan tâm tới Quynh đâu. Diệu qua, muội có biết vết thương của ta tại sao lại có không? Hôm qua ở trong rừng, ta đã trèo lên cây hái qua cho muội, trên cây không thấy gì, cứ thế đợi trời sáng để làm muội vui, làm muội hài lòng, nên ta mới bị thương như vậy. Cái này là do Quynh. Người khác nói gì cũng không nghe, Quynh mang về cho muội. Muội không muốn nhìn thấy nữa.
Đại nhân, tiểu nữ đã chuẩn bị đầy đủ tiền. Đại nhân xem đã đủ chưa? Đại nhân xem khi nào thì tiểu nữ sẽ được tiến cung vậy? Tiến cung? Tiến cung gì? Sao ta không hiểu cô đang nói gì? Ngài vừa đã nhận tiền, sao có thể nói như vậy được? Mau trả tiền lại cho tôi. Cô đứng ở trước cổng thái úy làm loạn, ta nể tình không bắt cô lại rồi đấy. Ngài đừng đi. Mau trả tiền lại cho tôi. Trả tiền lại đi. Trả tiền lại. Các ngài hãy cho tôi vào. Trả tiền lại đi. Sao muội lại ở đây chiều qua? Muội không biết mình là người ở đâu. Cha mẹ muội là ai? Muội chỉ biết từ khi muội hiểu chuyện thì đã ở cùng một đám trẻ con trong một khu nhà bới tìm đồ ăn. Tìm được thì phải nhét ngay vào miệng, nếu không sẽ bị người khác cướp mất. Vì thế muội đã hiểu ra một đạo lý: những thứ mà muội muốn có được thì phải đi cướp ngay. Đồ ăn cũng vậy, người đàn ông mình yêu cũng vậy. Muội ham muốn hư vinh, muội đố kỵ, muội là người thời cơ. Nhưng muội chưa bao giờ cướp được của ai cái gì. Ông trời thật bất công. Muội đã không có cha mẹ, không có nơi nương tựa, không có được người đàn ông mình yêu thì cũng coi như không sao. Nhưng tại sao cứ lừa muội lần này lại một lần nữa? Muội chỉ muốn sống như những người khác thôi mà. Lẽ nào muội đã sai? Muội đã sai sao? La Phong, La Phong à, hãy nói cho muội biết, huynh còn thích muội không? Ta thích muội. Thật dễ nghe, huynh nói lại đi. Ta thích muội. Nói lại đi. Nói lại. Được được. Ta thích muội. Ta thích muội. Ta thích muội. Quỳnh thật ngốc. Chỉ có nam nhân ngốc như Quỳnh mới thích người phụ nữ xấu xa như muội. Ta chính là thích người phụ nữ như muội.
Mỹ Nhân, cứ đừng chạy. Đại Dương, Đại Dương à, Đại Dương, Đại Dương không sao chứ? Đại Dương, người không sao chứ? Triệu tổng quản, khi nãy bản Dương bắn cung lại bắn trúng vào một vật phẩm. Vật phẩm là một mỹ nhân. Cái này, Triệu tổng quản, những chuyện đại sự thường ngày không muốn bản Dương nhúng tay vào cũng được. Một ước vọng nhỏ bé này của ta cũng không đáp ứng được sao? Đại Dương, nô tài sẽ tận lực giúp Đại Dương hoàn thành mong muốn này. Nhờ ngươi đấy. Nghe nói nàng là gian tế do Triệu Thịnh phái tới bên bản Dương. Bản Dương tin nàng. Trên thế giới này, người bản Dương có thể tin chỉ có nàng mà thôi. Triệu tổng quản đã tới. Đại Dương, Triệu tổng quản, vật phẩm mà Đại Dương tìm thấy nhanh vậy sao? Cô ấy chính là con gái Lữ Thừa Phong trong Lữ Trang, năm nay 19 tuổi, vẫn còn đơn thân. Chị hãy mau ra chiếu thư triệu nàng ấy tiến cung. Vâng, Đại Dương. Nàng ghen sao? Nàng nghĩ nàng là ai? Dựa vào đâu mà bản Dương phải xem sắc mặt nàng? Nàng có thể sinh cho bản Dương hoàng tử không? Có thể sinh long phụng cho đại trần không? Nàng cũng chỉ là một cung nữ để cho bản Dương vui vẻ. Bản Dương hy vọng nàng cười lên cho ta. Cười. Yên tâm, bản Dương cùng với những nữ nhân đó chỉ là vui vẻ nhanh chóng thôi. Bản Dương đối với nàng mới là thiên trường địa cửu. Thôi ta mệt rồi, đi thôi. Ta biết ngươi bị ủy khuất, nhưng trên thế gian này có ai mà không bị ủy khuất chứ? Phải xem ủy khuất như thế này có đáng không mà thôi. Hoa gia là sử quan của đại trần, ngươi muốn quang minh chính đại làm mẫu nghi thiên hạ,
Không phải sao? Lữ Trang chủ, ngài hành thiện, hãy giúp đỡ chúng tôi đi. Mẫu thân tôi đã 3 ngày nay không được ăn gì rồi. Lữ Trang chủ, cầu xin ngài hãy giúp gia đình chúng tôi đi. Nếu không có đồ ăn, cả nhà tôi sẽ chết đói mất. Được, được, được rồi, các vị phụ lão, các vị hương thân. Lữ gia chúng tôi, những lúc khó khăn, đều nhờ vào mọi người giúp đỡ. Thừa Phong, cảm ơn, ân đức còn chưa đủ, nhưng thời cục không tốt. Thực sự không còn gì có thể báo đáp lại đại ân đại đức của mọi người được nữa. Ở đây vẫn còn một chút lương thực cuối cùng, mặc dù không có là bao nhiêu, nhưng cũng có thể giúp ích một chút cho mọi người. Tôi nói này Trang chủ, đây chỉ là một con kiến so với con ngựa lớn. Nhà các ông chỉ có chút lương thực này thôi sao? Không muốn cho chúng tôi thì thôi, còn giả vờ làm người tốt, muốn chúng tôi tin nhà ông chỉ có chút lương thực cuối cùng này. Vậy chúng ta vào kiểm tra thử xem. Đúng thế, vào kiểm tra đi. Các người quá đáng rồi. Mọi người có biết cha ta cũng đã mấy ngày rồi không ăn gì không? Ông ấy đã để dành lại chút lương thực cuối cùng lại cho mọi người. Đây là chút cuối cùng rồi đấy. Mọi người còn muốn gì nữa đây? Lạc Nhi, nói những lời đó làm gì? Nếu mọi người muốn kiểm tra, chúng ta hãy cho vào xem. Chúng ta không có gì để hổ thẹn cả. Mời Lữ Trang chủ, nhà ông cũng không còn gì ăn, còn chia lương thực cho chúng tôi, thật tốt quá. Tôi không lấy nữa đâu. Tôi cũng không cần nữa. Mọi người đừng như vậy, đừng như vậy. Tránh đường, tránh đường. Đại dương có chỉ, mọi người mau nghe chỉ. Chiếu chỉ nữ thị nhà Lữ Thừa Phong, tâm hồn trong sáng, hiền dịu nết na, truyền cho nữ gia trên dưới lập tức chuẩn bị vào ngày mai cho nữ thị tiến cung, không được chậm trễ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lạc Nhi à, cha, nếu con không muốn tiến cung, cha cũng không ép con. Chúng ta có thể trốn. Không, cha à, con đã quyết định tiến cung rồi. Đây là chuyện cả đời của con, không thể vội vàng như vậy. Con không vội vàng, kháng chỉ sẽ liên lụy đến cả gia đình ta. Hơn nữa, coi như là chúng ta trốn đi, cũng không thể lưu lạc chân trời góc bể được. Nếu đã như vậy, chúng ta không thể cướp đi hạnh phúc của người khác được. Cha, hôm nay cha cũng nhìn thấy đấy, bao nhiêu bách tính đều hy vọng cả vào nhà chúng ta. Chúng ta không thể để họ thất vọng. Làm người không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho nên con phải tiến cung. Cha nói đúng đó. Con có một cách khác có thể để tỷ không phải tiến cung, cũng có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Nghĩa phụ, hãy để con thay Lạc Nhi tiến cung. Sao có thể? Đúng thế. Sao con lại nghĩ như vậy? Nghĩa phụ, Lạc Nhi, từ khi mọi người đưa con về nhà, con đã nghĩ nhất định phải báo đáp công ơn này. Lạc Nhi hiện đã có dân công tử, mà con lại vẫn còn một mình. Để con tiến cung là hợp lý nhất. Cái này, hiện Lữ gia gặp khó khăn, con lại là người của Lữ gia, có chút này mà cũng không giúp được sao? Nghĩa phụ, xin người hãy đồng ý. Dịu qua. Vậy mọi người có đồng ý không?
Việc này sao có thể như thế được đây? Vạn nhất bị phát hiện sẽ không có đâu. Chỉ cần Lạc Nhi rời đi, nghĩa phụ nói một câu, con chính là con gái người. Lạc Nhi, không phải tỷ luôn muốn đi tìm Dân đại ca sao? Đây chính là cơ hội tốt. Nhưng nếu tỷ tỷ đi rồi, muội tiến cung, cha tỷ phải thế nào? Ta không sao, ta biết tự chăm sóc cho bản thân, vẫn còn có đức thúc mà. Vậy quyết định như vậy đi, con hãy bỏ xuống đã, bỏ xuống đi. Nghĩa phụ, Lạc Nhi, chiều qua xin từ biệt hai người, bảo trọng. Ta không nỡ rời xa muội, muội cũng vậy. Diệu Qua, là muội sao? Đừng nói gì cả, hãy nhớ rõ phút giây này. Muội không trả hết được tình cảm sâu đậm của Quynh, chỉ có thể trả được thế này thôi. Ta được khai ân rồi sao? Không, đây chỉ là một giấc mơ. Vậy hãy để ta tiếp tục sống trong giấc mơ này. Muội là người phụ nữ xấu xa. Qua đêm nay, Quynh nhất định phải quên muội đi. Muội cũng sẽ quên Quynh. Chúng ta chưa từng quen biết, từ trước tới nay đều như vậy. Diệu Qua, ta yêu nàng.